vô hàng về ông thắng đây, ông thắng này mét mớ biểu tôi thắng, ông đột ông thắng chứ. Trời ơi, có cái thắng nào đâu mày đưa hai chân mày xuống rà là coi. Đó rồi. Xong à, cái gì vậy? Hai, ba, bốn, phải. Vô duyên, như hai con siếc khỉ. Mệt quá. Trời ơi. Mày làm gì mày thở dữ vậy? Mệt. Mày làm gì đâu mệt? Nhớ, người ta mệt, người ta nói mệt chứ cái gì nhớ. Tao chở không, mày có chở miếng nào đâu, mày nói mày mệt, nói mày cái mày nhớ. Cứ như vào chỗ không người ấy. Tự dưng mày đâm thẳng vào nhà tao, mày ngồi đó mày thở phì phò như hai con chó cúm ấy. Chả biết thư gửi gì ai. Tôi hẹn các chú mấy giờ? 6 giờ. Thế bây giờ mấy giờ rồi? 11 giờ. Người ta ao rồi còn đến đây làm gì nữa? Ao về. Trời ơi, đi làm mà đồ về gì ông nội. Chị thông cảm, tụi em vừa xong cái show ở Bình Hưng Hòa là chạy lại đây liền á. Dạ, chị biết không, không có dám chạy bộ á. Mướn cái xe xích lô 8.000 bạc chạy 100 cây số giờ á. Đi từ Bình Hưng Hòa về đây có 5 phút à. Trời ơi chị ơi, mà cái đó mơ ác nhân. Ủa tội nghiệp ấy, ngoại kiều về đây mất ở đây luôn hả? Dạ gì ngoại kiều? Đấy, cái tên nó ốc nhân ấy, gọi ốc nhân ấy tiếng Anh dịch ra là hành tây ấy phải không? Không phải, trời ơi, tại cái tiếng của cái miền của nó như vậy chị nghe không rõ. Ốc nhân là ác nhân á. Ủa thế ác nhân à? Miền ngoài đấy hả? Đấm mọn ốc nhân là 4 giờ ông Di Quang, 6 giờ ông mới ra tới ngoài đòn ha. Cái 8 giờ cái ông chuẩn bị để ông họa rộng, 10 giờ ông mới họa rộng rồi em lồm xô tới 11 giờ cái em quất một cuốc taxi đây à. Cái không có taxi chơi cái này tốn ngòn chạy tới đây. Nam Phúc. Chú dịch tôi cái tôi chẳng nghe gì hết. Dạ em dịch không nổi. Nó làm mà nguyên. Ôi, la fan em dịch không nổi. Này nó ăn chân đấy sao ghê. Ê trời, để xuống. Dậm gưa, cái gì dậm gưa. Trời ơi, dạ chị thông cảm. Dạ. Nói chung là tụi em 3-4 ngày nay không có nào ngủ hết trơn á. À, chị thấy không, 4 mắt trắng giả. Hèn gì lúc nó đâm sầm vào nhà tôi tưởng 4 cái giếng di động. Chị nói thất cười thất đem mát cũng phải thuộc thôi. Thế nhóm mấy chú tên gì? Dạ nhóm em tên là Two Boy Crayren. Hả? Là gì? Two Boy Crayren. Dạ. Two Boy Crayren là cái gì? Đã cái tiếng đó mà còn nói tiếng Anh nữa mệt quá à. Dạ, Thu là... Hơ á. Dạ là hai. Thu là hơ đó. Hả, Boy là con trai. À. Cờ rưa là khác á. Dạ, cờ rưa là khóc. Dạ. Ren là mướn. Dạ. Two Boy Crayren là hai chàng khóc mướn. Dạ. Mấy chú ấy, bởi tôi nói thật mấy chú chưa có kinh nghiệm nói tiếng nước ngoài. Tiếng nước ngoài á không ai người ta nói hở mồm như mấy chú. Dạ. Nói phải sang trọng á thì người ta phải túm cái mồm ta lại. Đấy, ví dụ như là nói như ta hiểu ngay thôi. Tu bơi cờ dây gen. Nói ta hiểu ngay thôi mà nói. Vậy là túm lại. Tu bơi cờ dây gen. Miệng chị nhỏ, miệng ảnh nhỏ túm được cái miệng em chót quát đi ra túm. Thì mày ráng mày mai lại bớt đi. Này. Thế nhóm có nổi tiếng không? Trời ơi. Chị nó tự ở dùng cục liền à. Xin lỗi chị á, nếu không nổi tiếng mát mới chị tới tờ chị nó. Phải nổi tiếng người ta đồn ta mới tới tờ chị chứ. Đâu có nghe ai đồn. Hôm ấy anh Tàu Hũ ở Gốc Me này, thấy cái tờ giấy bé tí này dán vào, xong thấy tôi voi cái dây gen này tưởng là nước ngoài tổ chức show. Thế mới gọi cái di động 6 số đây. 4-5 lần mới gặp được các chú đấy. Em dán giấy không á? Em vẽ xong cho nó dán á chị. Thế vẫn xài di động 6 số hả? Dạ cái đó không phải di động, dạ đó là di cư. Ủa là sao? Dạ tại vì tụi em nhận show nhiều lắm, chạy Hà Nội Sài Gòn, chạy miết đây nè. Cái xong rồi phải mướn một cái người giữ điện thoại. Rồi một tháng về cua một lần, cô có kêu đốm cháy không thì về đi khác thôi. Dạ. Ủa thế nổi tiếng thế sao không giàu? Sao cái gì cũng thuê mướn, là xe mướn, là điện thoại mướn, rồi quần áo ăn mặc như chị ăn mày. Chị nói ta cười có tiền mới mướn chứ không có tiền ra mướn. Dạ đúng rồi, mà chị đừng có xem mặt bắt hình dong nha. Cái này là bộ đồ tụi em chạy ngoài đường thôi. Chừng nào lên sân khấu một cái là chơi tới chốn luôn á. Dạ. Thế chú em mặc đàng hoàng để khách hứa ta vào ăn mặc này chết. Chị xây quan kia để tụi em thay đồ chứ chị dòm hoài sao ngượng chết đi ha. Đúng rồi chị. Thì đương nhiên ta phải quay đi chứ để đứng đây nhìn mấy chú thay đồ. Không phải, cái này là giữ gìn sức khỏe cho chị thôi. Sợ chị nhìn thấy tụi em thay đồ cái chị ố chị bệnh trái chà. Dạ. Ố là cái gì? Ngộ ghê lắm, mỗi lần mà tụi em thay đồ ai nhìn thấy cái là ói à. Dạ.
Đừng dòm nghe. Chị thấy xương mà chị mở tiệm phở ra chị ế chị chửi nữa. Đợi chút nha chị. Xong. Trời ơi. Tưởng ba chít boy. Cái này có hơi trích bùa thôi. Trời ơi trời. Em chị dễ thương không vậy? Sao kim tuyến lòe loẹt thế? Đám ma đám quải mà này chết rồi. Dạ, tôi các chú làm này tôi nghi ngờ cái óc thẩm mỹ của các chú quá. Không chị, thấy nói, không có chuyên nghiệp. Nói cho chị nghe, cái thứ nhất là khổ đi vòng hoa tống tiền. Nguyên một giường bông nghệ thuật nằm đây rồi. Đúng chị rồi chưa đấy. Thấy chuyên nghiệp phải không? Bây giờ chị đợi tụi em chút xíu chuyên nghiệp liền nè. Hay. Quá đẹp luôn. Chuyên nghiệp rồi. Tốt. Cảm ơn các chú. Nhưng mà đây thì từ từ. Giống Mãn Thanh không chị? Bây giờ hai chú làm cái gì mà nhoi nhoi như hai con giòi ấy, làm sao tôi nói chuyện? Mở màn thì chưa mở màn đã diễn rồi. Thôi bây giờ này, nói qua nói lại khỏi mất lòng, tôi phải thử tài năng các chú thôi. Chứ không thể nào mà giao chứng cho ác được, bỏ tiền bỏ bạc ra phải đâu đó đàng hoàng. Nhớ chuẩn bị tôi thử xem các chú làm được đến đâu. Thấy tiền cái con mẹ này nổi sải luôn à. Alo. Trời ơi, chi mà khó dữ nữa. Alo. Trời ơi, đi làm mà gây lộn hoài vậy ông nội. Alo, đề nghị quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi để chương trình ca nhạc chúng tôi xin phép được bắt đầu. Alo, quên, chương trình tang lễ xin phép được bắt đầu. Chuẩn bị này. Tôi múa hả? 1, 2, 3, come on, action. Bây giờ các chú có làm hay không đây? Dạ, làm chứ là không lồm đang lấy tiền. Để lên. Cho ơi. Mỗi ngày nấu còn tía tía con con. Hơn 20 năm cho nuôi con miết chủng chẳng có tròn. Trừ ngoảnh mẹt lỡ cho nằm trong hồn cho tét thở. Đưa người về nơi giá băng. Nước mắt con chúng lệ rơi. Biết rằng từ đây mất ba. Trên bên con đi mình con. Hey, ba, hôm nay đi về nơi rất xa. Con bơ bơ giữa dòng người qua. Con hãy đón nhau trên đường xa. Thôi, wow. Nếu mà các chú chỉ có dừng lại ở mức độ này thì đây không cần thuê mướn nhé. Cả hai có trong đây luôn này, hai trong một đây, xin lỗi này. Bây giờ này quăng ra cho mấy chiêu rồi học hỏi đi dùng ở đám khác nhé. Cần gì tới hai người tốn tiền. Không, mày quá nói nhiều, có lòm được thao nói không nhiều. Không phải nói nhiều nhưng mà các chú phải hiểu rằng á, khi mà tang lễ người ta đau thương ấy thì mình phải biết biến cái đau thương thành cái hình ảnh, chú hiểu không? Có nghĩa là khi nghe cái lời ca tiếng hát, người ta phải hình dung ra cha người ta chết đau khổ như thế nào. Biết chưa? Chơi đi, nó ồ mệt quá. Chơi tự nhiên bảo tao chơi ai? Vô duyên cái lăn lộn này bảo tao chơi gì? chị đừng giận nó. Dạ tại cái này. Dạ. Mày đứng yên tao mới chơi được. Thì chị chơi tụi mới đứng chứ. Trời ơi. Sao mày cái lộn hoài vậy, hồi bị đuổi nhờ nè. Con này tao nổi sải rồi nãy chừng đâu à. Trời ơi, nổi sải cái gì, tao nói thiệt với mày á, xong xô này tao cho người đạch mớ. Bây giờ xong chưa? Xong rồi, đứng đâu này chơi đi. Cha ơi, cứ mỗi đêm con nhìn qua khe cửa, con cứ hình dung là cha sẽ quay trở về với con. Để rồi sáng hôm sau con giật mình thức giấc,
Con nhìn qua khung cửa sổ và con thấy mặt trời là mùa xuân xanh thắm, là vầng mặt trời của em. Thật dịu dàng mà không trôi loa, là vầng mặt trời của em. Sáng trong ánh trăng đêm rằm, mặt trời là bà đó. Với con bà là mặt trời. Mùa xuân em dịu, em dịu. Trời hay quá à. Trời ơi chị, giờ em quyết định là mời chị vô nhóm tụi em, chị làm trưởng nhóm. Đúng rồi đó, đi vô cái mình hợp tác mình làm ăn. Nhưng mà chị làm trưởng nhóm á. Làm trưởng nhóm, nhưng mà thông báo cho chị nghe, nếu mà làm trưởng nhóm chịu khó đọc xích lô. Nhóm em ngộ lắm, hễ ai được làm trưởng nhóm là đạp xích lô chở mấy đứa kia. Chú. Mà chị phải nhìn cái tướng ổng, ổng đột cái xích lô đi mà ổng rút còn chừng đi nè. Chị mà là đạp xích lô tướng chú. Chị đẹp lắm ha. Chú lùn. Có bao giờ trong cuộc đời chú hình dung có một người từ đằng sau phang cái bum vào gáy chú, răng của chú văng ra vỡ hết tivi không? Này, màn hình cỡ này còn vỡ nhá, đừng có nói, tao làm một thằng rồi đấy. Tao xử một thằng kiểu đó đấy. Ông nghĩ sao đổ đồng ấy? Ông là ông, thằng là thằng, nhưng nghĩ sao bảo tao vào cái chỗ thuê khóc mướn đấy này. Tao bỏ tiền ra tao mướn chúng mày, chứ chúng mày ăn nói kiểu gì đấy. Thôi bây giờ như thế này đi. Những cái trò chúng mày tao làm hết rồi, tao không thích lặp lại. Gia đình tao có truyền thống riêng, có cái xì tin riêng nhá. Bây giờ nói chung là như thế này. Khách bước vào nhà cứ đếm 3 bước chân. 1, 2, 3. Một chú rú lên, một chú nằm xuống dãy đành đạch. Thế. Thôi dẹp đi. Làm ăn phải cho tự do người ta chứ, tự nhiên cái có khắp mướn không cũng nằm trong khuôn khổ không chị. Dẹp về cho đâu, mày quá. Mày về mày đói á, mày về không? Không. Cái lộn hoài à, bực mình ghê vậy đó. Giờ sao làm không? Dạ làm, dạ. Mám nữa. Dạ bây giờ chị cho tụi em biết là người nhà chết là giống đực hay giống cái à. Trung tính. Má ơi. Chết mẹ rồi, có khắp đốm trung tính bao chừng à. Chơi luôn đi, kiếm tiền. Chơi luôn. Trung tính cứ ba hồi được ba hồi trái vậy đi ha. Rồi chơi luôn, chơi thôi. Dạ được chị à. Nhưng mà em nói chị nghe nha, bây giờ chị A Văn tiền cho tụi em đi. Đúng rồi. Chưa làm nó tiền bạc, chưa tính phạt trễ giờ đấy. Còn cái tiền bạc chúng mày làm tốt thì tao sẽ trả tiền chứ. Hợp đồng kinh tế làm ăn phải đưa trước nữa chứ. Chơi gì kiểu bức găng hả? Này chú Cao, chú có tin là chú lùn này vỡ một cái tivi còn chú vỡ cả cửa hàng không? Dạ thôi, dạ thôi, 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 xin lỗi chị, xin lỗi chị. Thôi giờ vậy nghe, em nói chị nghe. Tụi em làm mỗi một show á là nửa tiếng thôi, bây giờ là 11 giờ rưỡi phải không? 12 giờ ao. Trời đó. Ơi. Chị muốn làm thêm suất nữa thì suất sau tụi em lấy đờ mi đó, vậy đó. Sao đám tang lễ cũng suất này suất nọ là sao? Và tính suất cho trời ơi. Chứ không nguyên cả tiếng đồng hồ cho cháy cho bò. Thôi bây giờ làm được không làm được thì thôi, không có A Văn A Vung gì hết. Dẹp trời đi. Chị A Văn hơ cho nước lạnh cũng được. Khóc mà không có đúng nước rồi. Ngay thời luôn á. Ứng trước cho tụi em hai chai nước cái gì khác quá. Mày chắc cứ gọi vậy đi, người ta thấy bực cả mình. Mày cái tướng này coi như đó mà nó đưa tiền, nó đưa chút chút không à. Giờ tôi A Văn cho các chú một chai nước suối nhỏ nghe chưa? Coi như tính 5.000 thôi đấy. Khóc trước. Rồi bắt đầu đi nhá, chuẩn bị đây. Ông khóc trước phải không? Tao khóc cho mày giật đi. Khóc. Chuẩn bị. Vứt mẹ này đi này, để đây làm cái gì đấy? Dạ, chào anh ạ. 1, 2, 3. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Cảm ơn anh ạ. 1, 2, 3. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Dạ. Tôi thấy gia đình chị á tang thương quá. Mà tôi nói cho chị nghe nè, bây giờ dù gì bác cũng đã đi rồi, thôi chị đừng buồn nha. Vâng. Chị nói với hai anh này nè, anh thì ốm mà anh thì lùn mà cứ xỉu vậy tội nghiệp quá. Vâng. Thôi nha chị. Vâng, cảm ơn anh. Tôi đi nha chị. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Thôi đi về rồi, lên nghỉ mệt chút đi. Quá nè, uống miếng nước đi mệt không? Được nhiêu rồi chị? Mấy nhiêu rồi chị, nhiêu vậy? Trời ơi, sao mở hàng có 10.000 này trời. Trời ơi, thôi thua rồi. Sao các chú khóc lóc cái nào tao cho có 10.000 ấy? Thôi chị ơi, mới mở hòn chừng đó là đỡ lắm, đầu từ từ mới tan lại chứ. Đúng rồi chị, hồi nó mới tới cao trào chị. Cao trào xuất có nửa tiếng đồng hồ mà chờ chừng nào mới cao trào. Lần sau mà giảm tiền xuống rồi thì các chú biết tay tôi đấy. Khách tới kìa. Dạ mời anh ạ. 1, 2, 3. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Cảm ơn anh ạ.
Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Mới đi có một bước thì ba dỗi ơi. Anh lấy lọc về anh. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Ba. Trời ơi, mày làm gì vậy? Nó về đó, không về nó đứng nó rình rình cho mày đập mà cỡ chừng 3 lần cho tao chết luôn á. Tao lồm có cho chạy cho rồi. Nhiêu chị? Nhiêu mà mừng quá vậy chị? Chị ơi, còn có 7.000 nữa này. Ê, trời. Trời ơi, khóc lóc thế nào bây giờ, từ 10.000 xuống 7.000 thì chết rồi. Trời ơi, lỗ lã quá, các chú ơi, chết tôi rồi. Các chú khóc cái nào mà khóc phải cho nó cuồn cuộn lên từ trong lòng khóc ra. Khóc rồi mà cần lăn xỉu xuống đây mà chơi như đá cục, cái ai mà cho tiền? Té một gãi xương đó mà còn chơi gì đó. Này, này chú Lùn, sao chú tài lanh thế? Ai mượn cho Lộc ấy? Biết trái thằng Long nó mua bao nhiêu tiền không? Dạ nhiêu. Bây giờ con có 7.000 rồi, coi chính thức trừ chú 2.000, 5.000 nước xuống là 7.000 nghe chưa? Tí nữa tao trừ hết ấy. Trừ ông á, chứ không phải trừ tôi đâu, tôi không. Đâu có tóc tới cây cho. Vô kìa. Này, cố gắng lên nhé. Dạ, chào anh ạ. Chào anh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Chị ơi, chị nói mấy ảnh đừng khóc nữa chị. Thấy tội nghiệp quá chị ơi. Anh xá của em đấy. Rồi, ba. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Chị ơi, đành rằng là đau buồn á. Chị nói mấy ảnh đừng có khóc nữa. À, hay để tôi qua an ủi mấy ảnh nha chị. Tùy anh. 1, 2. Nó ba rồi, sao không cứ rút lên? Ba! Nó làm không rõ. Con ơi, sao con lại bỏ ba? Con ơi, sao con lại bỏ ba? Con ơi, sao con lại bỏ ba? Trời ơi, chú bị điên à? Sao tự dưng lại con ơi không bỏ ba là thế nào? Chứ chị không thấy nó đi lùi lại hả? Hồi nãy nó tiến tới thì là ba ơi ba bỏ con rồi, nó lùi lại phải con ơi con bỏ ba chứ. Đúng rồi, bà coi phim mà cái tao hầu mà bà review trở lại là phải tạp từ đầu tới cuối đầu chứ. Cái phim mà chiếu là nó vậy mà hãy review lại đi ngược lại không à. Này, tôi thề với các chú này, thề này. Thề độc luôn. Cái đám này mà tôi lời á, tôi đem hai cái đầu này đi xét nghiệm này. Xem ở trong là ốc hay là cái gì. Sao mà rốt nát thế chứ lị. Ê trời, vô đồng quá trời, vô đồng quá trời. Thôi vô đồng rồi, ông xỉu đi tôi khác. Tao xỉu quá, tao xỉu quá. Vâng, mời anh ạ. Ba ơi, sao ba lại bỏ con à? 1, 2, 3. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? 1, 2, 3. Ba ơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gào thét lên. 1, 2, 3. Đau thương lên. Đau thương lên. Ba ơi, sao ba bỏ con? Đau thương lên, gào thét lên. Cảm ơn. Trời ơi, mệt quá trời ơi. Rồi. Khóc lóc nào bây giờ, bao thơ mỗi bao còn có 1.000 đồng ở đây. Trời ơi, làm ăn này chết rồi này, thằng cuối cùng đấy này. Đưa nguyên bó nhang này thành kính phân yêu này, thấy gớm này này. Này, này, đem về luôn. Rồi ơi. Chắc trời chết ơi, tôi nói thiệt cái chị nó đi bó nhon còn đỡ, nó đi cái hòn thành kính phân yêu nữa không là chết luôn à. Ơi. Chị ơi chị. Lỗ lá quá rồi chị. Khách vô kìa. Khách vô chị ơi. Khách gì giỏi lắm, được 2.000 thôi, mẹ ghét không thèm tiếp nữa. Cho thôi. Chết mẹ nó đi kiểu này, biết đường đâu để mà. Xí. Anh ấy, anh làm ơn đi rõ rõ giùm em được không? Để anh đi vậy em đếm không được. Sao tôi không hiểu vậy? Thôi muốn làm gì đó làm đi. Thôi tôi chết rồi. Giờ sao? Dễ thôi hắn đi kiểu này phải không? Đi một cái thì hắn kéo tới thì cứ bước rưỡi tính thành ba. Đi là hơi bước đầu, cứ bước rưỡi tính thành ba bước, nhăn đầu lên rồi thôi. Rồi, anh cứ đi thoải mái anh. Bước rưỡi. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Ba ơi. Giải lao. Nghe lâu càng nghĩ đi. Anh sao anh bị sao thế? Anh hả? Anh nghe nhà em có chuyện đó rồi anh gấp quá cái anh chạy tới đây cái anh bị tai nạn à. Không có sao đâu em, nó hơi đau chút à. Em. Đây anh cầm cho em cho nè. Vâng. Anh biết chuyện nhà em hả? Ủa mà nhà là ai mất thế em? Cho chạy rồi. Ủa, nó nói cái gì vậy em? Dạ tía mất rồi anh. Dạ hả? Có nghĩa là bố mất rồi đấy anh ạ. Cho tía bố. Ủa ba chị em sao ở ba khu vực khác nhau hả? Dạ thưa anh ơi, anh đừng có để tâm đâu, nó cũng là cái S-Sedan của gia đình em.
Coi như mẹ em sanh mỗi đứa một vùng đâm nó nhiễm vào. Em à, bữa nay anh qua đây là cái anh muốn lo cái hậu sự cho bố thôi. Đây nè, em gửi em. Ủa anh đưa tiền hả? Tiền nó cứ. Bố ơi, anh ấy đưa tiền cho bố này, bố ơi. Anh ấy bao nhiêu để báo bố luôn? 5 triệu á. Ôi trời ơi bố ơi, thế 5 triệu anh ấy đưa cho bố chắc bằng đô la nên phong bì hơi mỏng rồi bố ơi. 5 triệu. Hết giờ rồi chị ơi. Hết giờ rồi, hết giờ chị. Lấy tiền kế. Nửa tiếng nào. Tụi em lấy tiền hết giờ rồi. Nửa tiếng rồi. Chị mắc cười vậy, xe em gì. Anh biết sao tụi em lại đây khóc mướn cho chị thôi. Tới giờ chị không chịu trả cái gì vậy trời. Anh ơi, cái. Ở chơi nghe tụi em về, tại giờ hết show rồi phải. Ủa? Về thôi. Hết show rồi. Trời ơi, cái chuyện này chỉ kỳ ghê nha. Sao em? Mà chỉ khó khăn dễ sợ luôn, giờ ta làm xong show chỉ về. Anh ơi nè, cọt visit của em nè anh. Đây là cái cọt visit của em nha. Anh có cái đốm moa mô ha, cần khắp bất cứ kiểu chi, bất cứ nước chi, mời em hát khắp hết trơn á. Nom nữ già trẻ chơi rố trung tính còn chơi được nè, thấy không? Dạ. Ủa có sao? Chị giới thiệu em nghe. Ủa cái này làm sao tôi không hiểu gì hết trơn vậy nè. Mà mấy chú nè, vậy là ai chết? Em mà biết ai chết cái em chết liền á. Trời đất ơi. Tụi em đi khóc mướn thôi. Khóc mướn thôi hả? Bà mướn tới khóc mà. Em nè, em nói cho anh biết có ai chết. Chó chết đây ạ. Sao em nói anh là chó? Không, em không nói anh là chó. Anh ơi anh nhớ cái con Lulu chó đực của em mà em đi thiến rồi đấy. Cái con... Nó bị sưng phổi, nó từ chân rồi. Trời ơi, vậy nãy giờ tụi mình khóc chó đó hả? Ông khóc nhiều hơn tôi luôn á. Bà này bá ác rồi. Trời ơi, em dựng cái chuyện này lên chi nữa. Mà công nhận mấy ông này hay thiệt nha. Con chó chết mà khóc hay thiệt luôn nha. Ông cũng hay á. Hay gì? Sao ông không vô ông coi thử cái nắp đám cái ngát cái bộ nó sủa lên tôi khóc vậy ông? Chó chết rồi sủa. Nó sủa thì nó đâu có chết mày, vô duyên quá. Em nói cho anh nghe coi. Em dựng cái vụ đám ma này là làm cái gì? Kiếm lời. Bên kia nó lời quá, làm giàu nhanh quá, em tổ chức chơi thôi. Trời ơi, anh không ngờ. Xin lỗi. Ơi anh mà em cũng gạt được hả? Thôi được rồi. Em tự lo cho bản thân em đi. Đừng có kiếm tôi nữa nha. Chị ơi, ổng đi rồi. Chị ổng đi rồi, thôi đừng khám nữa, bởi giả bộ chi mày. Anh ơi. Sao anh nỡ bỏ em anh đi anh ơi. Anh ơi. Em hứa em sửa chữa mà anh ơi. Mà đi rồi mà. Anh ơi. Đừng bỏ. Chị ơi. Tụi em mệt quá chị ơi. Anh ơi. Chị ơi. Anh ơi. Chị ơi, tại vô đông quá trời kìa chị ơi. Trời ơi. Ngộ tài giỏi lắm đó. Ngộ là một nhà ảo thuật gia đại tài cho thế giới này. Ngộ vừa hô biên là mất cái chân ở trời. Tiếng nhạc nổi lên, ngộ hô biên mất. Nhạc biên luôn. Mặc dầu ở trong có thằng ngồi nó băm cai. Và xin được giới thiệu với quý vị, tên của ngộ là chú Thần. Chú Thần là tiếng nói của ngộ. Còn tiếng nói của quý vị thường gọi là chú Thầm. Thầm hay là Thần gì vẫn là một nhà ảo thuật gia đại tài. Ngộ xin biểu diễn tiết mục đầu tiên để trình bày với quý vị khán giả. Ngộ xin mời một khán giả lạ không quen biết với ngộ lên đây. Ngộ biểu diễn một chương trình mới, một chương trình này luôn rồi. Chào cậu. Cậu không biết ngộ phải không? Chúng ta đều không biết nhau, luôn vậy không cậu? Dạ thưa quý vị khán giả. Vậy em không có biết chú sao? Trời ơi, nó không biết mà nó kêu tôi chú Sáu. Trời ơi, sao mày kêu rõ ràng tên của tao vậy trời? Chú Sáu dặn con nói vậy mà. Tớ dặn mày Sáu, tớ dặn mày lên là mày nói con không quen biết với chú. Mày thêm chữ Sáu ở trong chi vậy? Đi vô. Con đi dưới nha. Xuống dưới làm cái gì? Đi vô. Vô trong. Cởi cái quần ra. Lễ đó, chút nữa tôi lội. Mới xuất hiện cái mục đầu tiên là lội quần rồi vậy đó. Không tưởng tượng nữa cả. Quý vị biết không, đây chỉ là một cái trò đùa nhỏ nhỏ thôi để giúp vui cho quý vị. Con ngộ có tài lắm. Bây giờ ngộ sẽ biểu diễn một tiết mục quan đổi vị trí từ bên này qua bên này trong nháy mắt. Diễn viên cùng với ngộ giới thiệu diễn viên Cù Bẹo.
nhiều quá mà sao không biết nó lựa cái tên này à. Cô béo nè, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biểu diễn để phục vụ tất cả quý vị khán giả kinh minh của chúng ta. Cô béo sẽ bước vào trong tủ này rồi sẽ biến mất cô béo nha. Quý vị hãy xem đây. Đây quý vị nhìn, cái tủ trống không, một cái tủ không có ai trong đó hết. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Ngộ sẽ lông cái tủ này lại, lông lại xong rồi ngộ qua bên đây, cô béo mở ra, cô béo bước vào trong tủ cho ngộ coi là. Cô béo bước vào, ngộ sẽ lông cái tủ này lại và cô béo sẽ xuất hiện bên kia. Quý vị hãy xem đây, lông coi lại cô béo. Một tràng pháo tay của quý vị. Quá xuất sắc luôn. Được thể làm tới, bước vào cô béo, bước vào trong cô béo, bước vô, lắp cái tủ lại, bước vào cô béo. Một tràng pháo tay của quý vị. Quý vị thấy chưa, ngộ không nói sai, ngộ không nói dâm, ngộ biểu diễn là số 1, không có ai bắt chước được ngộ hết. Tiết mục này đã hết rồi, chào đi con cô béo, chào đi. Dạ cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Trời ơi sao ông lội trung gia chi vậy ông lội? Trời ơi đâu biết gì đâu, con ra con dọn đồ vô nghe. Biểu cái gì? Rồi. Tôi biểu cái gì? Tôi biểu là khi nào tập vật thì cậu bước ra, còn biểu diễn thật cậu biết đi đây cậu giết tôi chết luôn chứ làm cái gì? Đi vô hết. Hai thằng đi vô trong. Cởi hai cái quần để đó. Hay tiết mục một đổi ba cái quần. Bực mình ghê vậy là. Chỉ là một trò đùa nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ ngộ sẽ tiếp tục biểu diễn tiết mục thứ ba để phục vụ quý vị. Ngộ có cái tài biến con chó thành con mèo, biến con mèo thành con gà thành con vịt, đàn ông thành đàn bà. Quý vị sẽ thấy. Đầu tiên xin mời diễn viên diễn dung Hoàng tử Hà Quốc. Hàn Quốc hoàng tử không biết tiếng Việt Nam. Ngộ có một cái may phước là ngộ đã đi khắp nơi trên thế giới này nên ngộ biết đủ mọi thứ tiếng. Xin phép quý vị, ngộ sẽ dùng tiếng Hàn nói chuyện với người Hàn Quốc. Ngộ sẽ hỏi anh làm nghề gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi. Xin phép quý vị. Upa. Korea, 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 Upa. Sao? Tôi tên là Tử. Mày Linh đi, mày Linh đi, trời ơi. Thằng Linh nó không có dạy mày nói tiếng Hàn Quốc à. Tao nó biểu nói lời nó dạy mày. Bước ra mày nói lại đi. Không muốn sang đây chứ à, không sang đây chung mày sang khác cũng được rồi. Anh đâu có dạy con gì đâu. Tối ngày cứ rủ con ăn nhậu không à. Chết rồi. Tối ngày cứ nhậu nhẹt không thì làm sao mà làm việc được chứ. Tại sao mày mà nhậu với nó. Mày coi là nó nhậu tuốt ở đằng xa. Đằng này nghe mùi vũ nực nồng luôn vậy đó hả. Ai nói chú Sáu là của anh? Chú vũ của ai? Của con đó. Chú vũ mày luôn hả? Trời ơi tại sao mày không học cái hay cái đẹp. Mày bắt chước cái xấu cái hư vậy con. Hả? Con xin lỗi chú Sáu. Thôi bây giờ không có lỗi phải nữa. Giờ biểu diễn là mày nín đi. Đừng nói tiếng nào hết. Ngậm cái họng lại làm phong cảnh thôi. Thấy không? Lưng yên lo dùm con đi. Khổ quá. Xin lỗi. Bây giờ ngồi giới thiệu công chúa Nhật Bản. Thấy chưa? Thằng Linh nó yêu con nhỏ này. Nó dạy con nhỏ này từ chút tới cái ly cũng phải giống Nhật Bản nữa. Từ đó nó tới đây. Năm sau nó mới tới đó. Chú Sáu sai lầm rồi. Sai sao? Con nói cho chú Sáu nghe nha. Hôm qua hả? Con với anh Linh, hai anh em ngồi nhậu với nhau. Ảnh xỉn quá. Quơ tay một cái, làm rớt bể cái chai rượu. Tình cờ con bé này đi tới, nó đạp phải, bây giờ đi vậy đó chứ. Trời ơi, mày đừng có ghen ghét mày nói bậy đó bạn. Nó yêu nó, nhỏ này nó mới dạy vậy đó. Nó dạy là hai cái lầu gối phải quanh qua quanh lại. Rồi cái nó mới bầm hai cái lầu gối, hiểu chưa? Không có biết gì hết. Thông tin chú Sáu kiểm tra thử xem. Kiểm tra, kiểm tra. Hai chả, hai chả, hai chả. Quý vị sẽ xem tiết mục này của Ngộ nha. Ngộ sẽ cho hoàng tử Hàn Quốc bước vào trong cái tủ này và công chúa Nhật Bản sẽ bước vào trong cái tủ này. Trong nháy mắt 1, 2, 3, Ngộ sẽ quán đổi vị trí hai bên. Quý vị xem tiết mục của Ngộ nha. Bây giờ để Ngộ nói chuyện với cái công chúa Nhật Bản này một cái. Để thấy giới thiệu chưa? Hồi nãy là bể dĩa rồi. Bây giờ dùng tiếng Việt cho nó chắc ăn. Công chúa Nhật Bản, công chúa Nhật Bản năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, ở đâu? 한 30 아스키.
con dám nói tiếng Nhật chi vậy? Nó lỡ nói rồi thì nói tiếng Việt luôn đi. Trời ơi khổ quá. Thôi bước vô trong biểu diễn cái cho rồi phong cảnh hết đi, đừng nói tiếng nào hết. Bước vào trong, hay cửa tủ mở ra, hay lướt bước vào trong. Bước vào trong, hai cửa tự động đóng lại. Hai cửa tự động đóng lại. Chết mẹ nữa rồi. Hai cửa tự động đóng vô giùm con cha mẹ ơi. Đóng vô. Quý vị hãy xem, nó sẽ quan đổi vị trí của hoàng tử Hàn Quốc và công chúa Nhật Bản trong nháy mắt. Này, quý vị hãy xem, ngộ sẽ mở cửa tủ này ra. Lúc nãy quý vị đã nhìn thấy rõ ràng, trong tủ này là hoàng tử Hàn Quốc. Bây giờ là ai? Quý vị hãy nhìn xem, công chúa Nhật Bản. Một tràng pháo tay của quý vị. Hay quá, mừng quá. Bây giờ bên đây là ai? Chúng ta cũng đã biết rồi, nhưng chúng ta phải chứng kiến tận mắt mới hay được. Bây giờ cô béo lấy cái tủ ra ngoài này đi con. Dậy ra ngoài này, lấy cho mọi người tất cả đều nhìn thấy hoàng tử Hàn Quốc đã trong cái tủ này. Dừng lại đây đi con. Chuẩn bị mở cửa, hoàng tử Hàn Quốc. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị thấy chưa? Ngộ nói là không có hoa, ngộ nói là không có dốc. Bên đây là Nhật Bản, bên đây là quỷ sứ. Tại sao mày nói vậy? Trời ơi, tại sao mày ở đâu trong cái tủ này vậy con? Ở đâu vậy? Con đang ngủ mà. Ngủ cái bị đi vào trong cái tủ, tao biểu diễn mày ra đi làm cái gì đây? Con đi kiếm chỗ ngủ, con thấy cái tủ nó tối quá, con chui vô ngủ. Trời ơi trời, rồi cái thằng Tửng đâu? Thằng Tửng biểu diễn đâu? Con đâu biết, hồi nãy con thấy đứa nào nó vô nó dành chỗ ngủ con đạp nó văng vô trong kia rồi. Mày hại tao không? Mày khóc cái gì? Mày khóc cái gì? Dù sao ơi, tự nhiên con định vô trong này, anh đạp con cái con văng vô trong cánh gà luôn à. Cái thầy mày bị lớn nó làm mày văng được hả? Con đâu có ngờ, con đâu có ngờ là nó trong đó đâu. Mày phải chuẩn bị chứ, trong cái lòng xiếc này có thằng Linh là phải chuẩn bị chứ. Mày biết không, mà may mắn là bữa nay là tổng duyệt chương trình. Chứ nếu biểu diễn thật cho khán giả là tao chết rồi, mày thấy chưa? Khổ quá đi. Thôi đừng có gây gỗ nữa. Đi vô trong đi. Vậy làm mất miếng ăn người ta. Miếng ăn gì? Muốn ăn thì tôi cho mày ăn dép vậy đó. Đi vô cái lồng này. Đi vô trong. Cởi cái quần ra để đó. Bung cái quần trong nháy mắt. Bực mình. Cười cái gì? Không có làm tròn nhiệm vụ cứ cười 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 không vậy đó hả? Đi vô trong để tôi nói chuyện với Linh coi. Lý do xong. Nhạc. Nhạc gì? Trời ơi. Mày lý vô đây tới sáng mày mới tới hả? Cái chỗ này gần sạch mày không quay vô mày lý cho rồi đi. Quay lại. Bực mày nha. Khởi cởi quần. Không có ai dám lội đâu. Lý sư phụ chửi cổ hoài à. Chửi cái gì? Chửi mày là chúng á. Con làm gì đâu chửi con. Mày quá không à. Mày dạy mấy lấy nhỏ trong đoàn, tao dạy cho mày. Biểu mày truyền nghề cho mấy lấy nhỏ. Mày phá hoài không dạy đứa nào hết. Mày làm ăn vậy có được không? Tôi hãy nhậu không? Mày là hàng không giúp ích gì được cho thầy hết. Mày là... Trời ơi, tôi chửi mày nó cười kìa trời ơi. Ôi máu với cái thằng này. Tại sao mày nhậu hoài vậy Linh? Tại sao? Tại con ghiền. Ghiền, ghiền, ghiền. Hỏi tới mày là mày nói ghiền, ghiền, ghiền. Mày ghiền mà mày bỏ không được, làm sao mày lớn lên được con? Hả? Mày phải có dứt khoát chứ, mày phải có ý chí chứ, để mày học cái nghề chứ. Con người ta có được cái nghề trong tay là quý quá vô cùng. Mày không chịu học để không có cái nghề. Nhậu nhậu làm cái gì? Nhậu ích lợi gì chứ hả? Cười cười hoài. Tao giả chạc mày bây giờ đó. Mày nhậu hoài là sao? Hả? Con nói rồi, nhà tại vì con ghiền con mới uống rồi. Ghiền. Người ta là cái miếng ăn là không có. Mày ăn vô bao nhiêu mày uống mày ơi giận hết bao nhiêu mà. Phí không? Mày thiệt mệt mày quá. Uống rượu có cái gì sung sướng không? Uống rượu có cái gì hay không? Uống rượu vô làm nghệ thuật nó mới hưng phấn. Trời ơi, uống rượu vô nghệ thuật mới hưng phấn hả con?
uống rượu vô mới là có tài năng hả con? Hay quá, bữa nay tao học sở ngược lại mày á Linh à. Bữa nay thầy bắt chước con nha. À thôi lượt rồi, tao không nhờ cậy mày nữa. Nói chuyện với mày tao mệt lắm. Mày là lễ tử ruột mà còn thua thằng lễ tử kia nữa. Tao gọi thằng lễ tử của tao nữa, nói chuyện với nó, nhờ nó giúp lỡ. Alo, Viết hả? Tao viết cơ bi phiêu hả? Thầy lên nè, thầy thòn. À, thầy dạy con cái chiêu chung vô dạng Lý Trường Thành đó. À, không có dạy chung gia, bây giờ con còn kẹt ở trọng hả? À, con chung gia rồi hả? May mắn quá. Bây giờ con lan ở lâu vậy, David? À, con là Vigat à? Con cờ bạc hả? À, con biểu diễn. Tốt quá, con cần người không? Thầy giới thiệu cho hai cu béo. Ôi thôi thôi không lượt, nó cho con lỗi quần luôn giống thầy. Con về đây giúp đỡ cho thầy một tay trong cái lòng siết của mình. Lúc này yếu quá con về. Bao nhiêu tiền thầy cũng có thể trả cho con được anh David ạ? Bao nhiêu hả? 5 triệu. 5 triệu đô hả? Mày chết cho rồi đi. Mày ở trong giảm đi Trường Thành, mày chết cho trong đi. Mày lấy 5 triệu đô tiền ở đâu tao trả cho mày chết. Ê, tao gọi Mỹ đó, mày cầm lâu tao tốn tiền. Tiền của thầy không phải tiền con đâu. Trời ơi trời, mày ăn nói gì hả Liên? Mày ăn nói chuyện cho con dàn xếp cho. À, mày dàn xếp giùm thầy hả? Alo. Trời mừng quá. Vít đó. Anh à, khỏe không mày? Hả? À, vẫn đi đoàn xếp bình thường. Yeah. Ừ, yeah, nó yeah. Okay. Yeah. Okay. Tức quá. Lần đầu tiên thấy con giỏi quá. Nó nói gì với con vậy? Nó chửi con quá trời luôn. Trời ơi, nó chửi mà mày cười hả? Nó tính con từ xưa giờ ai chửi con không cười à? Tôi quên cái thằng này nó ngược lời mà. Trời đất ơi, tôi nhờ nó về mà mày làm gì cũng bị gì mày. Thật cao khổ với mày. Nó nói con à, ngu sao mà đi đồng xiết của thầy hoài. Tại sao vậy? À, ngu quá, đi hàng gì còn xương không? Bao nhiêu ổng dành ăn hết rồi, ổng mập mà mày ốm. Trời ơi, sao? Bây giờ mày lỗ thừa cho thầy nữa hả? Mày có chịu ăn đâu, ăn vô nhiều, sao mày mập lên được? Uống rượu có cái gì hay không? Mà mày có uống hoài, hưng phấn hả? Nói rồi uống rượu hưng phấn mà làm nghệ thuật được. Rồi, tao học mày vấn đề này con, cho thầy uống chứ. Thầy uống không? Cho thầy có hưng phấn. Rượu ngon phải có thầy hiền, phải không? Để thầy uống một miếng coi còn hưng phấn cỡ nào chứ. Trời ơi, hưng phấn quá. Thầy cho. À, thầy quốc vô hai ngụm ra là thầy tê người lên. Hưng phấn lắm rồi đó, đó. Thầy hưng chí lắm rồi. Dạ, dạ. Thầy sẽ biểu diễn tiết mục mới với con nha. Biểu diễn luôn thầy. Rồi rồi lượt rồi. Thấy không, thầy uống rượu là cái gì con cũng diễn với luôn, thầy luôn, luôn 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 cô béo. Chuẩn bị lò nghề biểu diễn con ơi. Thầy uống một miếng nữa cho hưng phấn nha. Dạ. Uống vô nó sần sần đã lắm á thầy. À, đây chuẩn bị đi con. Chuẩn bị làng hoàng. Ủa coi bói hả thầy? Bói toan cái gì? Cái chỗ này nè, nó sẽ lễ lầy cái bột lễ sắc vô trong. Rồi con biết làm gì rồi. Thầy kêu con làm người mẫu phải không? Mày bước lên trên cái bột lưng đi. Được, yên tâm kêu thợ hình đi. Ừ. Nó tới nó chụp cái gì với làm người mẫu là nghề của con à. Trời ơi. Trời ơi. Thấy ghê không? Giống như cái cây mùa đông không? Trời ơi trời. Nhục con hoài cái này. Nhục nhã gì? Mày không ai làm nhục mày cũng nhục rồi. Dính hai cái tay nó hai bên đi. Chầm đây nha. Lấy mấy cây lao ra. Cây lao sang tao biểu. Đây luôn rồi. Ủa làm gì thầy? Phong vào. Thì cột hai cái tay con gì sao con phóng được? Đâu phải nghĩ phóng lao. Trai phóng. Tao phóng. Chắc ai không phải. Hình xuôi. Cái này con đâu thấy thầy tập đâu. Thầy chơi thầy phóng. Cái này chết đó thầy à. Bữa nay lần đầu tiên thầy phóng. Hình xuôi thôi con ơi. Mọi việc trên đời đều do cái hình xuôi. Con đứng yên thầy phóng nha. Trời ơi, phong là phải có tâm điểm chứ. Đúng rồi, chứ không lẽ thầy phóng vô người con, kỳ chết đó thầy. Luôn rồi. Dạ. Ê, lấy chai tao lễ lầu đó con. Lấy chai tao lễ lầu đó. Chân sập cái bột của mày. Để trên lầu đó liền. Một phong một cây coi. Để có chai tao cũng lễ không được, cái thằng mập. Ê, lễ bộ phong chai tao lại nha. Uống rượu vô thì hưng phấn, phải có tiết mục biểu diễn mới đã tay nghề. Hôm nay mình nhậu rồi,
thì mình thèm tiết canh. Tiết canh ở đâu có? Có một cái bụp, tiết canh nó chảy ra. Thầy ơi, chưa sống mà thầy hù kêu đó ai dám đứng? Ông phải hù, thầy nói rồi, hên xui. Thầy Phong trái táo đi thầy. Ê, trái táo này mà, ô Phong nha. Đưa lên trên thầy ơi. Ô Phong. Lên trên, trái táo ở trên đầu. Thầy Phong cái đó nó không trúng trái táo, nó trúng trái chuối đó. Trái táo mà Phong trúng trái chuối à? Trái chuối ở đâu mà trái chuối? Ai cái bắp chuối con đây nè. Mày khi dễ tài năng của ngộ quá. Nhưng cái màu đỏ đỏ này khó thấy lắm con. Phong trái táo à? Đổi màu xanh đi. Đổi màu xanh. Ê Phong trái táo. Ngộ Phong mà mày cứ nói như vậy hoài, một hồi nó lòi hai trái nhãn nè. Thôi thầy làm như thầy là thần tiên. Phong táo nó lòi hột táo, tự nhiên phong táo nó lòi nhãn mới ghê. Lòi nhãn là hai con mắt của mày á. Đổi màu xanh đi con. Đúng rồi, để trái bưởi đi mày. Bưởi gì phải phong táo chứ. Phong táo gì nhỏ xíu à? Không, 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 không. Để cho hỏng nó con. Không, 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 chị này chết rồi nè. Lấy nhiều quá. Chuẩn bị tinh thần, Phong nhắc vào đầu tiên sẽ chung vào trái táo xanh. Mày lấy nhiều là văng hàm răng mày ra luôn đó con. Ô xe bông, xe bông đầu tiên, bông xe. Còn nghe tiếng la là nó còn sống rồi. Chưa chung, chơi hai cái. Ờ, một cái là cần thiết, hai cái thôi là cứ phải hai cái chứ, cái này chật cái kia chung mày ơi. Mày im lặng đi. Thầy Phong im lặng đi, mày cho mày ơi. Cha ơi, Phong chật không rồi. Không chung còn cây chót này. Không chung tao ít nhất cũng phải chung nó chứ. Trời ơi, tại sao mà cứ lửa hai bên không vậy con? Không chung trái tao là phải chung ngày non nha con. Tao bỏ một cái bay băng chứ. Tao Phong thấp lắm đó con. Trời ơi, chung kiểu nữa là chung mấy loài chuối luôn anh. Hết rồi Phong rồi. Thôi hết rồi Phong, không nghỉ chơi đi, không ấy là lấy đũa đi. Phong dao làm gì? Thôi có lửa, ngộ có lồ chơi mà con yên tâm. Lúc nào thầy cũng chuẩn bị diễn hết. Thầy rất là hưng phấn, có lồ long lao. Ta tốn lễ lại là hồ long lao. Thầy, thầy đừng, đừng, đừng chơi đó, nguy hiểm thầy. Hưng phấn mà. Ôi, ai biểu thầy, uống rượu vô chi vậy? Uống rượu vô tài năng nó phát triển. Trời ơi. Ô sẽ đâm mài một cái là lấy tầm điểm đi. Trời trời, này quất thẳng vô luôn á. Chứ còn gì nữa con. Đừng thầy, nguy hiểm thầy. Tao làm cái gì vậy? Trời ơi. Mày không nhảy là mày chết mẹ mày rồi. Cái này mà thầy biểu diễn này, cái này thầy muốn giết đệ tử thì có. Giết cái gì? Uống rượu vô hưng phấn phải có những tiết mục nguy hiểm biểu diễn cho bà con xem chứ. Thôi đi thầy ơi, nguy hiểm. Thôi lượt rồi, mày sợ hả? Bây giờ bỏ cái phong vào. Bỏ mày, đi. Mày chân vô tủ đi con. Đó, mấy cái vụ mà biến qua biến lại con giỏi lắm. Ừ. Đó, không tại có... vì con ốm ốm dễ biến hơn. Mấy thằng mập kia nó chui ra chui vô người ta biết liền. Chân vô đi. Bây giờ không có biên đâu con, khỏi biên mặt công. Tiết mục khác con. Biên đây. Khỏi biên. Tiết mục khác mới. Để làm gì thầy? Cưa. Thầy sẽ cưa ra là ba khúc. Lễ mỗi chỗ một khúc. Giáp lại một cái mở cửa mày bước ra. Ở cái đó cũng đỡ nguy hiểm mà cái phong vào. Rồi, lưng lên đi con. Dạ dạ. Thầy cầu khẩn chút nha. Đó thầy, cái này là con chịu thầy nhất nè. Thầy làm nghề là thầy phải có niềm tin về tổ nghiệp. Đó, khấn trước như vậy là tốt. Không phải khấn tổ nghiệp đâu. Chứ khấn cái gì? Khấn cái con nhỏ trong đoàn nó mới chết. À, cái chị mà trúng gió chết đó hả? Nó đâu có trúng gió. Chứ chị bị gì thầy? Tao cưa nó chết. Chứ tao hỏi mày cưa ba khúc mày sống nổi không con? Thôi vậy thôi, khỏi đi. Mày nhát quá. Uống rượu vô là phải hưng phấn, không biết sợ chứ. Thôi hưng phấn cái gì thầy ơi, đổi cái khác đi. Đổi cái khác hả? Thôi lượt rồi, lưng lên chờ. Cưa mua, mà mua. Kiểu đó là mạng đâu cho thầy cưa hoài. Ngồi đi mua mấy lít về rồi tính. Thôi nhiều đó uống đủ rồi. Con thấy thầy cũng sần sần rồi, đừng có mua thêm mấy lít nữa. Uống sao lượt mà uống. Cái này không có uống được. Không rượu phải rượu. Uống được chứ. Không phải rượu. Chứ gì? Xăng. Còn chi thầy? Quả thiêu cái tủ này.
con vào đứng trong tủ, thầy sẽ bổ xăng vào, thầy đốt cháy bừng bừng lên, hạ lửa xuống cái tủ còn nguyên, con trở thành cái hũ. Không có đâu, cái hũ nhiêu đây con chui không có được đâu. Thầy thấy con nhỏ nhưng mà ít nhất phải cái lu. Khỏi có chui vào, chứ tự sao? Động là nó vào đó thôi. Sao vào được? Cái cốt của mày. Vào đó đi con. Không. Tại sao thầy, không? Thầy muốn chơi mà. Không. Thầy biểu diễn sung sức mà. Sung sức cái gì? Con nói chuyện với thầy nha. Bình thường thầy không uống rượu vô, thầy tỉnh táo, cái gì thầy làm cũng hay hết. Thầy uống miếng rượu vô xong mà thầy muốn giết đệ tử thầy là sao? Lớn tuổi rồi, thầy uống rượu vô đầu óc thầy nó sẽ bị cuồng loạn. Uống rượu đâu có tốt gì đâu, uống rượu sẽ bị bệnh gan, thầy hiểu chưa? Thầy chưa bao giờ thầy đọc báo hả? Biết bao nhiêu người chết vì rượu rồi. Tại sao thầy uống rượu làm cái gì? Nói vậy là Liên con biết hết hả con? Không biết. Con biết mà con vẫn làm mà. Thầy... thầy không có say rượu đâu. Thầy chỉ muốn dùng những cái biểu diễn thế này để dạy cho con một bài học đó Linh ạ. Con lớn rồi, đâu phải trẻ lích lắm. Tại sao thầy muốn đem hết cái tâm huyết, cái tài nghệ của thầy, thầy dạy lại cho con? Con không chịu cố gắng học hành để có một cái nghề trong tay. Tối ngày con lo ăn nhậu. Nhậu con biết nó không có ích lợi gì, nó chỉ là một cái tệ hại cho bản thân mình. Mà con vẫn cứ uống, cứ uống, cứ uống và cứ hư, cứ hư, cứ hư. Thôi, thầy bó tay rồi. Hôm nay là lần cuối cùng thầy chỉ dạy cho con. Cho con biết cách ở lời. Rồi thôi, chia tay. Thầy chia tay mày. Mày ở lại. Mấy con trong đoàn chuẩn bị gánh xiếc dọn ly chỗ khác. Không cho thằng Linh nó theo mình nữa. Ở lại đi con, thầy rất thương mày. Thầy. Nhưng mà bó tay rồi con ơi. Thầy ơi, thầy đừng bỏ con thầy ơi. Thầy đừng bỏ con thầy. Không bao giờ. Không bao giờ thầy bỏ con. Nhưng mà chính con đã bỏ thầy. Thầy. Vĩnh biệt con. Vĩnh biệt con. Thầy. Thầy cho con theo thầy kiếm cơm đi thầy. 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 Cả đoàn xiếc đi hết, chỉ còn một mình cô ấy ở lại. Vậy là đủ hiểu rồi. Nhờ chút ghen nhan sắc mà mình còn giữ được cô ấy. Em, thầy đi rồi, chỉ còn mình em ở lại thôi á. Anh biết mà, ốm ốm nhưng rất quyến rũ đúng không? Biết là em thương anh, nhưng hỏi một câu cho chắc ăn nha. Bây giờ giữa tình yêu và nghề nghiệp, em chọn cái gì? Em chọn yêu. Em chọn yêu. Em yêu nghề. Công cha như nuôi thời sáng. Lòng thơ mẹ cúng cha, cái trường chữ hiếu mới là đạo con. Hai ơi, hai đẹp ghê má luôn. Má có cái áo mới này vô thử đi con. Hai, ủa nội, con không phải là hai mà là thằng Tèo. Vậy thằng hai đâu? Thằng hai là thằng nào? Thằng hai ý lộc. Hả? Hai là cha của con, còn con là thằng Tèo. Thằng Tèo. Dạ, là cháu của nội á. Con mặc áo vô đi con Tèo. Áo nhỏ xíu sao con mặc vừa? Trời ơi, thằng Tèo nó mới đẻ thì nó phải mặc áo nhỏ chứ làm sao. Không dám đâu, con lớn rồi mà, sắp bằng nội rồi. Thằng Tèo nó lớn, nó sắp bằng nội. Dạ. Vậy là nó thành thằng hai rồi. Ha,
Mai, đi vô má tắm cho. Đi, đi, đi. Trời khổ nội ghê á. Sao? Con không phải là con trai nội, mà là cháu của nội. Nội hiểu chưa? Không hiểu. Có gì đâu không hiểu, dễ hiểu mà. Sao? Có nghĩa là vậy nè. Cha con là con trai của nội. Ừ đúng rồi. Còn con là con trai của con trai nội. Nội hiểu không? Con là con trai nội. Không hiểu. Không hiểu hả? Có gì đâu mà không hiểu. Có nghĩa là vậy nè. Sao? Con á là con trai. Ủa, cha con á là con trai của nội. Còn con là con của cha con. Là cháu của nội. Nội hiểu chưa? Ừ đúng rồi. Thì con là cháu của nội. À đúng rồi, đúng rồi. Ủa, vậy mày là thằng nào? Con là thằng Tèo, cháu của nội nữa, nhớ chưa? Tèo là cháu của nội. Ờ đúng rồi, cháu của nội tên Tèo. Đúng rồi. Đúng rồi. Nội nhớ rồi, mừng quá. Trời ơi, bổ cha mày làm như là nội lẫn vậy không bằng à. Nè, mặc áo vô coi. Con nói rồi, cái áo này nó nhỏ xíu, con không mặc không có vừa. Ủa mà ba con đâu, thằng hai đâu rồi, đi tìm nó coi. Cha con đi đóng củi rồi. Mà thôi, nội ngồi đây đi. Con đi lấy cơm cho nội ăn, chịu chưa? Nhưng mà nội nhớ nha, đừng có cho ai vô nhà mình hết á. Nội nhớ rồi. Nếu mà cho ai vô nhà mình á, người ta lấy hết đồ á, làm nhà mình tiêu luôn á. Nội nhớ rồi mà. Nội ở đây nha nội. Đừng có cho ai vô nhà nha nội. Nội nhớ rồi. Nội nhớ nha nội. Rồi. Trời đất. Nội nhớ nha. Kỳ cục vậy ta. Dạ. Làm gì vậy? Con lăn chung chơi. Con lăn cái gì đi tìm cho cái múa cho cha con. Ủa nội, chơi gì vậy con? Con chơi gì đâu, con với cha đang tìm cái búa mệt muốn chết nè. Ờ vậy hả? Kỳ cục quá. Cái búa về mỗi lần đi làm về là để lại chỗ cái góc này. Mà cha có nhớ kỹ là cha cắt ở đó không? Có, cha đi về là cha để đó chứ để đâu. Không lẽ nhà mình lại có ăn trộm hả? Cái gì? Con mới nói cái gì? Ăn trộm hả? Ai ăn trộm? Nó phải không? Đó, con là thằng Tèo. Không phải má ơi, thôi má qua đó má ngồi đi, má đừng có chạy lung tung nữa. Vậy mà má có cất cây búa của con không? Có thấy. Cất ở đâu? Trong tủ á. Ủa gì kìa? Sao nãy giờ nội ngồi đây mà nội thấy ở trong tủ? Vậy sao má không, má thấy trong tủ rồi đâu, sao má không đưa ra cho con? Trời ơi, thì đó cây kiếm mà ba con đi chinh chiến má cất kỹ lắm trong tủ á. Trời ơi má ơi, con kiếm cây búa cho con kiếm cây kiếm làm cái gì mà. Ủa? Kiếm cây búa hả? Con kiếm cây búa. Cây búa đi chặt củi á nội, chứ không phải cây kiếm đi đâm đâm. Vậy sao nãy giờ không nói? Trời, nói nãy giờ. Để má lấy cho. Nói nãy giờ. Cha biết liền, cha biết là nội con giấu cho không ai hết á. Đúng rồi nha. Cái này á, để vô cùng bí mật. Má không có cho ai biết hết á. Con cũng đừng cho ai nhìn thấy nha không? Trời ơi, ai mà thấy chỗ làm cái nào gì? Mà kính nè. Quá vậy? Cái này là chiếu chỉ của vua ban cho ba con đó. Trời đất ơi, má ơi, con kiếm cây búa. Con kiếm cây búa, con đi đi chặt củi, chứ không phải con kiếm cái này. Trời ơi, sao nãy con không nói? Nói nãy giờ rồi. Con có nói hả? Có, con kiếm cái búa, hồi nãy giờ kiếm cái búa mà. Cha con nãy giờ nói mà tại vì nội không nhớ đó. Để má vô má lấy cho. Trời ơi, đâu có gì đâu mà. Mệt dễ sợ luôn. Đây nè. Bà nội con cất cho mai trần á. Nè. Mà giờ hỏi ra là bà tự ăn. Nè. Nói ra. Ăn cơm đi rồi con đi học. Hai, ăn cơm đi rồi vô má tắm cho, nhanh lên. Ngồi xuống nè. Má ơi. Hả? Bây giờ không phải là con muốn ăn cơm. Chứ... con nói là con muốn kiếm cái búa. Cái búa này nè. Trời ơi, sao nãy giờ con không nói? Trời ơi. Tao được rồi, để má vô má lấy cho. Cha con chết như bà nội luôn quá trời ơi. Cha chết trước nè. Hồi nãy giờ đó bà nội. Cái kiểu này là tìm cây búa tới ngày mai luôn. Bí mật hả? Bữa nay cha khỏi đi đúng không? Cái này là thượng phương bảo kiếm của vua ban cho ba con đó. Nữa thượng phương bảo kiếm nữa. Thôi được rồi, cho con coi cái thượng phương bảo. Trời ơi, đúng rồi, cái thượng phương bảo kiếm đây. Không có cái này là cả nhà chết đói luôn rồi. Cảm ơn cái thượng phương bảo kiếm Hoàng Thái Hậu. Con đi củi đây. Cha ơi, nhớ về với con nghe cha.
giờ thượng vương bảo kiếm đâu quá ra là cái búa. Con cho nội ăn gì vậy? Con cho nội ăn xả á. Cái này đâu phải xả. Muốn cái gì hả nội? Cát. Hả? Quý trời, hồi sáng đi dọn dẹp sạch sẽ rồi, bây giờ làm gì mà một đống thù lù trước sân thay gom vậy? Má mới sắp ra đó. Ủa mà tính đốt lửa ung khói hả chi vậy? Ủa thằng Tèo đâu má? Không biết, hồi sáng giờ không có thấy nó. Ủa, ê, cậu là ai vậy? Con là thằng Hai nè. Hai hả? Ủa, con đi đâu mới về vậy? Đi đông cụ về. Trời ơi, mệt lắm không con? Mệt muốn chết luôn. Ủa, mà cậu là ai vậy? Con là thằng Hai. Ủa con đi đâu mới về vậy? Con hả? Đi đúng củi về trời ơi. Ê mệt không con? Má mệt không? Mệt. Má mệt hả? Má mệt nghỉ ngơi đi. Con cũng mệt gần chết rồi, có mấy câu hỏi miết. Ủa mà thằng Tèo đâu? Không biết nữa, nó đi đâu đó không biết. Sáng giờ không thấy nó. Thằng này nó đi đâu ta? Thôi con đi tìm nó nghe. Chứ lỡ nó lọt sông rồi nó mất công lắm á. Chừng nào nó về đó, má nói nó ở nhà chờ con nghe. Mệt ghê vậy đó. Thôi con đi nghe má. Thằng này nó đi đâu kìa? Tèo ơi! Tèo! Tèo ơi! Thằng này đi đâu mà lính qua lính quýnh vậy không biết nè. Không biết ai vậy ta? Cha ơi! Đợi con với cha ơi! Cha! Cha! Ủa nội, hả? Con mới nghe tiếng của cha con mà. Đâu có đâu. Thì sao con nghe kìa? Không biết. Không biết đó hả? Vậy nghe cha nói, con đi đâu? Cái gì mà ra suối rồi chết đuối gì không biết nữa. Trời ơi. Vậy cha con té xong. Ủa mà sao nội biết? Nó mới nói tức thì nè. Mới nói hả? Thôi để con đi tìm cha con. Cha cha. Cha ơi. Là ai mà chạy lính qua lính quýnh vậy? Cha ơi! Cha ơi! Cha! Mày đi tìm cha mày! Cha mày chạy qua mày tìm ra! Đi đâu vậy? Dạ con đi tìm cha! Mắc mơ đi tìm cha! Nội nói cha té xong chết đuối mà! Trời đất ơi! Con ở với nội bao nhiêu lâu rồi? Bà nội bị lẫn mà! Bà nội nói tùm lum tùm la, con tin bà nội làm cái gì? Chạy như vậy hả? Lỡ mày té xong rồi sao? Con đâu có ra ngoài sông đâu. Mệt muốn chết luôn à. Con đi lấy cơm cho nội ăn chứ bộ. Ngồi xuống đi. Dạ. Tìm con cha chạy mệt muốn chết luôn. Cha mà con không mệt à? Mà cha. Con nghe lời bà nội làm gì? Bà nội lẫn rồi. Cha, tại sao bà nội lẫn vậy cha? Thì bà nội già rồi bà nội lẫn. Tại sao già vậy cha? Thì bà nội sống lâu rồi bà nội già. Tại sao sống lâu mà già cha? Thì lâu năm rồi cái con người mình nó quéo lại nó già. Vậy cha sắp quéo giống như bà nội vậy hả cha? Tao sắp rồi. Vậy chừng nào tới con? Yên tâm đi, ngày đó sẽ tới thôi. Dạ. Mày cũng sẽ quéo như cha mày, rồi quéo như bà nội mày. Hỏi tầm bậy tầm bạ không à? Con sẽ chờ đợi nó. Yeah. Thôi cha ơi, mình đi về đi cha. Thì đi về chứ. Nghĩ mệt chút là phải về chứ. Dạ. Ngồi đây hoài mệt quá. Ây nha. Mà con biết không? Dạ. Mấy người lẫn mệt dữ lắm con ơi. Dạ. Biết người ta lẫn cũng... Cha. Hả? Cha. Muốn biết người ta lẫn thì làm cách nào cha? Thì mấy người già họ lẫn rồi đó. Họ không có nhớ chuyện bây giờ nhiều. Mà chuyên môn nhớ chuyện ngày xưa không à. Rồi cứ lầm bầm một mình vậy đó. Dạ. Còn... ruột đánh người ta cắn người ta là sao cha? Ruột đánh người ta cắn người ta là điên chứ không phải là lẫn, con hiểu không? Dạ. Vậy hai cái nào nguy hiểm gì cha? Nói chung là cái nào cũng nguy hiểm hết á. Thôi đi về đi.
bà nội ở nhà bà nội nấu cơm xong rồi lỡ bà nội ấy là làm cháy nhà là chết luôn á. Dạ. Đi về. Lớn cái gì già? Già cái gì lớn tuổi? Lớn tuổi á, tại vì quéo lại. Ba vui quá. Mày lẫn luôn rồi. Ủa má làm gì vậy má? Cái gì? Hả? Đừng có la lớn nghe. Má cho con cái này nè. Cho gì? Tiền. Tiền? Đi. Ở đâu má có? Thấy rồi thấy đó. Ba. Má ơi cái này là lá cây chứ không phải là tiền. Thằng tiền. Cắt đi để người ta thấy mà. Má còn mấy thì cắt. Mấy cái vàng lá ở đây nữa nè. Đây nè. Không phải đâu, nguyên cái đống này là vỏ cây với lại lá thôi. Đâu phải tiền với vàng đâu. Trời ơi, má ơi. Cái này đem đốt đi. Đừng có để làm cái gì, không phải tiền. Con không tin má hả? Cái này của ba con để lại cho má mà. Thôi, cái này dơ lắm má, đừng có lụm nữa. Thôi má vô nghỉ đi. Lá cây hả con? Lá cây không hà. Đốt hết con. Rồi đốt hết, thôi để nó đi. Chừng nào muốn đốt là đốt. Thôi vô nghỉ ngơi đi má. Kỳ quá ta. Vô nghỉ đi. Mình nhớ hồi trước đâu có ăn vậy đâu ta. Mà sao giờ má mình lẫn quá vậy. Làm cái gì cũng không biết làm cái gì. Ngày xưa má mình một tay lo ruộng vườn quán xuyến. Bây giờ không có biết làm cái gì mà còn gây rối tùm lum tùm la trong cái nhà này. Thiệt. Bởi vậy con đố cha con lại. Đố thằng cha mày chứ đố. Hỏi một đường thử lần. Làm gì à? Con đố cha cái này là cái gì? Không lẽ là tiền? Con đố cha mấy cái này là cái gì? Mày đừng có nói tao cái này là vàng nha. Vậy con đố cha một lần cuối nè. Con giống cha hay giống mẹ? Giống bà nội mày. Rồi. Cha lẫn thiệt rồi. Mày làm gì thằng quỷ? Hả? Mày làm gì thằng quỷ kia? Tao lập cái chết cha mày bây giờ. Vô cớ đó người. Không lẽ lẫn mà còn điên? Điên thằng cha mày chứ điên. Tao vậy mà điên hả? Nói tầm bậy tầm bạ không à. Đang bực bội gần chết à. Vậy sao? Tự nhiên cha ngồi đây cha nói lẩm bẩm chuyện ngày xưa đó. Thì ta nhớ lại. Giờ thấy bà nội lẫn như vậy cha mới nhớ lại cái chuyện ngày xưa. Lúc bà nội còn tỉnh kìa. Bao nhiêu công chuyện nhà bà nội làm hết trơn. Bây giờ bà nội lẫn rồi. Không còn biết một cái gì nữa. Gạo để ở đâu cũng không biết. Mâm để ở đâu cũng không biết. Có một bữa bà nấu gạo. Bà nấu bà lấy gạo bà không lấy. Bà lấy cát bà làm cho một nồi. Bà biểu tao ăn. Bạn đêm không có đèn. Tao quất vô một cái muốn chết luôn rồi. Bây giờ đó bà nội hay gom lá như vậy nè. Nói đây là tiền, đây là tiền. Trời ơi thiệt là khổ quá đi. Đây là tiền. Hèn gì. Hồi nãy á, con thấy bà nội á cha. Nội đốt tiền á. Con hỏi nội nói gì, đốt gì. Nội nói đốt tiền. Ai dè đốt lá cây. Đó thì nội gom hết một đống như vậy nè. Rồi nội đem nội đốt rồi. Cha kêu nội đốt hả? Ừ cha kêu đốt. Ừ hèn gì. Con thấy nội bỏ mấy cái lá này vô mấy cái túi đỏ đỏ đó. Đốt. Ây à, thì đó. Bà nội con lẫn rồi. Thiệt. Khổ ghê đó. Lụm mấy cái lá này còn bỏ vô trong cái túi đỏ đỏ. Mà mấy cái túi. Mày nói cái túi đỏ đỏ gì? Nó đỏ lắm. Nó đỏ nó nhỏ vậy nè. Nó đỏ giống vậy không? Chính xác nó y chang như vậy nè. Cái thầu chết mẹ rồi. Đốt hồi nào? Đốt mấy túi? Dạ 3-4 túi gì đó.
Trời ơi, mấy cái túi đó là mấy cái túi tiền của tao. Tại sao lại nỡ lòng nào đem đi đó? Tiền đó là tiền dành dụm tao bán củi biết bao nhiêu năm trời, để dành dụm là tương lai của mày, để sau này mày cưới vợ. Tại sao bà nội mày đốt, mày không cản bà nội mày lại? Thì cha nói là bà nội lớn rồi, đừng có nghe bà nội nói gì, đừng có nghe. Thì con nghe lời cha thôi. Trời ơi, tại sao mẹ lại giết con như vậy? Trời ơi, tiền cưới vợ của con đó con ơi, bây giờ bà nội mày đốt. Ý trời ơi, hết đâu rồi. Vô đỡ lên nha. Rồi để vậy giờ thả xuống đây, thả xuống đây. Xong rồi hả? Ờ. Cha, hả? Xe này đẹp của hai cha. Ê, coi cũng được. Dạ. Chút nữa à, cha đẩy con đi đi chơi nha cha. Yên tâm đi, có cái xe này xong hả, con ngồi lên xong cha kéo con ra ngoài chợ chơi. Cha chở con ngoài chợ xong cha chở con tới nhà thầy chơi luôn nha cha. Được rồi, cha chở mày đi học mỗi ngày luôn. Dạ, vui quá trời. Nhưng mà không được. Sao? Nếu mà cha đẩy con tới chợ rồi chở tới nhà thầy được chở đi học á, nhà nội ở nhà đốt nhà làm sao? Điều đó cũng là điều mà cha trăn trở đó. Bây giờ bà nội già rồi, ở nhà cũng không làm được cái gì, mà nội lẫn quá rồi, lắm rồi nội hay đưa lấy lá nội đốt nữa. Không chừng có bữa nội đốt xong á cháy nhà, rồi nội ở trong nhà nội ra không kịp, rồi nội chết nữa. Bởi vậy cha mới tính đưa bà nội vô trong rừng ở. Có được không cha? Được, cha đi củi cha thấy rồi, ở trên rừng có cái hang núi, đưa bà nội vô trỏng ở là an toàn nhất. Vậy chừng nào mình mới đưa nội lên trỏng cha? Thì cái xe này đóng xong đó là cha tính đưa nội lên trên núi. Vậy cha chờ con chút nha. Làm gì? Vậy giờ đưa nội đi luôn hả? Vậy xe này xong rồi. Vậy thôi đi đi. Vô kêu nội. Dạ. Vô gói cho nội ít đồ ăn khô. Thôi đồ ăn ướt đi cha ơi. Đồ ăn ướt để mình ăn, đồ khô để cho nội ăn. Dạ. Nội ăn như vậy nội uống nước vô, nó nở ra nội no lâu hơn. Dạ. Nội ơi nội. Nội ơi. Nội ơi. Nội ơi nội. Sao con không đẩy phụ cha nặng quá đi? Con có đẩy mà. Ây cha. Trời ơi. À. Sao cha kéo mình cha mà mày ngồi lên luôn rồi sao? Mày không đẩy phụ cha. Con mệt muốn chết rồi. Con mệt quá. Ủa sao con dừng lại vậy con? Dạ cũng gần tới rồi má ơi. À. Cha. Hả? Sao cha bỏ nội trong đó vậy cha? Thì cha nói con rồi đó. Dạ. Để cho bà nội trong đó an toàn hơn. Dạ. Lỡ như bà nội lạnh thì sao cha? Ở trong hang đá cũng không lạnh lắm đâu. Lỡ như thú dữ tới ăn thịt bà nội sao cha? Ăn thịt cái gì? Bởi vậy cha mới đem vô trong hang, chứ không thôi cha để ngoài rừng rồi. Vậy bà nội ở trong đói sao? Lấy con sao ý kiến nhiều quá. Thì chừng nào bà nội đói đó là cha đi làm lấy củi đó là cha đem cơm vô cho nội ăn. Dạ, thôi nội, con cho nội cái áo nè nội. Có gì á bà nội đáp nha bà nội. Vậy con đưa má vô trong đó rồi chừng nào con rước má về. Thì chừng nào con nghỉ đóng củi xong rồi con đón má về. Rồi vậy chừng nào con mới nghỉ đóng củi lận. Trời má hỏi mắc cười quá, nhà mình hả? Mấy đời làm nghề đóng củi rồi. Bây giờ con làm không chừng là con tới già nữa, con có cháu nội y như má nữa, con cũng chưa hết làm nghề này nữa. Vậy má ở luôn trong đó suốt đời luôn hả con? Thiệt.
Không sao đâu má ơi, má cứ vô đó má ở đi, không có gì đâu. Thôi con ở đây nha. Cha đưa bà nội lên trên hang. Sao không cho con đi theo? Ở đây đi, mày đi lên đó, mày đi không được mày té bây giờ. Thú dữ, anh con sao? Có cái búa đó, dạ. Ở đó đi. Cha đi đó. Kéo bà nội cẩn thận nha cha. Bà nội đi nha bà nội. Bà nội ở đó mạnh giỏi nha bà nội. Thiệt không hiểu cha nữa. Đúng là cái tuổi ăn tuổi ngủ. Mới lên trên núi xong rồi về là ngủ rồi. Ngủ xuống vậy là lỡ thú dữ nó ra là sao? Dậy. Dạ. Dậy. Con có ngủ đâu. Con ngủ rồi sao con nằm xảy ra vậy? Trời ơi, con có ngủ đâu. Con thấy hết luôn á. Thấy hết luôn rồi hả? Dạ. Thôi đi về. Dạ. Đi. Cha đi trước đi. Ở đây đâu mất tiêu rồi. Tèo ơi. Tèo ơi Tèo. Tèo ơi. Tèo ơi Tèo. Dạ. Đi đâu vậy? Con lấy cái xe này. Con ơi bỏ dạ. Xuống đi. Sao con cực vậy? Bỏ luôn cái xe đó đi. Đi đi về đi về. Thôi bỏ chi cho nó uổng. Uổng cái gì, mình đâu có dùng nó nữa đâu. Có. Sau này cha có già giống lẫn giống như bà nội á, con cũng để cha lên cái xe này kéo vô trong rừng, xong ẵm cha lên núi bỏ vô trong cái hang đó đó, giống như bà nội đó cha. Chi vậy? Thì khỏi tốn quần áo, khỏi tốn thuốc men. Con đâu có được làm như vậy. Vậy sao? Mình bây giờ mình làm bà nội được, vậy sau này con làm cha sao không được? Cha, sao cha khóc vậy cha? Hồi nãy con cũng thấy bà nội khóc y chang như cha á cha. Cha, cha làm vậy là không đúng hả? Trời ơi, con nói cha nghe này nha, bà nội. Nhưng mà tại vì cha lo cho bà nội. Bà nội già rồi, bà nội lẫn rồi. Bà nội ở nhà con mình. Nhiều khi bà nội lỡ làm trái nhà rồi sao? Thì bà nội có lỡ làm trái nhà thì có sao đâu. Mình lên rừng á, mình chặt cây, mình về mình xây lại cái nhà khác. Còn nếu như bà nội chết á thì mình có tìm ra bà nội khác được không? Con hỏi cha trả lời đi. Cha cứ ớ hoài. Ê cha, trời ơi, sao cha không về? Chờ con với cha ơi. Cha. Cha. Má, sao má ngồi đây? Má đỡ thằng Hai. Nó đi chặt củi xong rồi nó tới nó đem cơm cho má, mà sao lâu quá nó không thấy nó. Con Hai nè. Con sao con khóc vậy? Nín ôm nín đi con, ôm má thương nín nha. Cục cưng của má, cục vàng của má, con đừng có khóc, má đau lòng lắm. Nằm xuống, nằm xuống đây, má ru con ngủ nha. Nằm xuống. Nằm xuống má ru con ngủ ha. Công cha như núi Thái Sơn, chim nghĩa mẹ như nước trong mùa chảy ra. Má ơi, má tha lỗi cho con nha má. Con bất hiếu với má.
Má ơi, thôi mình về nha má. Về hả? Con cổng má về. Con cổng má về nha má. Cha. Con nói cha nghe nè, cha làm vậy mới đúng á. Nội á về rồi, gia đình mình hạnh phúc rồi hai cha. Cha cổng nội về cho con. Nội nội, con thương nội lắm á nội. Cha con cũng thương cha lắm á. Thôi gia đình mình về chứ. Thôi đi về. Thôi mình về nha má. Vui quá.